Ngày 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Hoàng Công Tài, sinh năm 1991, trú tại phường 12 thành phố Đà Lạt và đồng bọn về tội danh cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở đường Hoàng Diệu, phường 5 thành phố Đà Lạt từ trước, nên ngày 1 tháng 6 năm 2014, sau khi uống rượu xong, Tài rủ Lê Văn Tâm, Nguyễn Phú Khánh, Trương Minh Trung, Lê Văn Lộc, Huỳnh Đình Mùi, Đỗ Xuân Sơn và Phùng Văn Thành cùng trú tại phường 12 thành phố Đà Lạt, mang theo dao, rựa, đao, mã tấu đến quán Internet ở số 71 Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt để tìm nhóm thanh niên đánh trả thù. Đến nơi, Sơn, Lộc, Mùi và Thành đứng ngoài đợi, còn Tài, Khánh, Tâm và Trung cầm hung khí xông vào quán. Chúng đã chém các anh Lương Sĩ Thắng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Đình Bảo Kha và Lê Duy Lân vào đầu, lưng, chân tay, khiến các anh bị thương tật từ 2 đến 14%. Không chỉ chém người vô cớ, chúng còn chém hỏng màn hình vi tính và đầu CPU của quán Internet, ước tính thiệt hại 62 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 8 tháng 4 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt tuyên phạt Hoàng Công Tài 5 năm tù, Lê Văn Tâm 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Bị cáo Trương Minh Trung 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Văn Lộc, Huỳnh Đình Mùi, Đỗ Xuân Sơn, Phùng Văn Thành mỗi bị cáo 2 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn Phú Khánh đã tử vong trong một vụ án khác. Tại phiên phúc thẩm, tuy kháng cáo nhưng các bị cáo Tài, Tâm, Trung và Lộc không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên y án sơ thẩm. Riêng các bị cáo Huỳnh Đình Mùi, Đỗ Xuân Sơn, Phùng Văn Thành do có nhân thân tốt nên được giảm một bị cáo 6 tháng tù. Đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại là anh Lương Sĩ Thắng số tiền trên 15 triệu đồng.